Xin chào tất cả các con. Cô Quỳnh rất vui được gặp lại các con trong tiết học ngày hôm nay. Ở tiết học trước, cô cùng các con đã học bài nhảy trên nền nhạc bài hát Sớm Mai của bé. Cô đã nhận được rất nhiều những clip của các con được bố mẹ ghi lại. Cô Quỳnh rất vui và khen ngợi tất cả các con đấy. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô mời các con cùng đứng dậy và biểu diễn lại bài Sớm Mai của bé nào. Cảm ơn các con. Các con yêu quý, trong khu vườn âm nhạc diệu kỳ có muôn vàn những điều thú vị. Và hôm nay cô cùng các con sẽ cùng ghé thăm ngôi nhà âm nhạc và ba bạn Do Re Mi nhé. Nào, chúng mình cùng khám phá. Đây là ngôi nhà của các bạn ấy đấy. Các con cùng đếm xem ngôi nhà của ba bạn Do Re Mi có mấy tầng. Đúng rồi đấy các con ạ. Ngôi nhà của ba bạn Do Re Mi có 5 tầng. Đây là tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5. Mỗi bạn lại sống ở một tầng khác nhau. Chúng mình cùng làm quen với bạn Do trước nhé. Xin chào các bạn, tớ tên là Do. Tớ rất yêu trường Lê Quý Đôn nên lúc nào tớ cũng mặc chiếc áo màu đỏ rực rỡ này đấy. Tớ rất sợ độ cao nên tớ đã xây riêng một căn hầm và sống ở đây. Rất vui được làm quen với các bạn. Bạn Đô thật là đáng yêu đúng không các con? Bạn nào còn nhớ chiếc áo của bạn Đô màu gì nhỉ? Màu đỏ là đáp án chính xác nhé. Bạn Đô sống ở tầng nào trong ngôi nhà? Bạn Đô sống ở tầng hầm đấy các con ạ.
Cô mời các con cùng quan sát và tìm xem đâu là bạn Đô trong ngôi nhà âm nhạc. Chúng mình cùng theo dõi kết quả của cô nhé. Chắc chắn là nhiều bạn có đáp án chính xác đúng không nào? Chúng mình vừa làm quen với bạn Đô rồi. Cô mời các con cùng gặp gỡ với bạn Rê nhé. Xin chào các bạn. Mình tên là Rê. Mình rất thích bóng đá và đội bóng yêu thích của mình là đội Hà Lan. Nên mình luôn mặc chiếc áo màu da cam này đấy các bạn ạ. Mình thích thể thao nên mình thích bám vào cầu thang ở tầng 1. Rất vui được làm quen với các bạn. Bạn Rê thật là dễ mến. Bạn nào còn nhớ bạn Rê mặc áo màu gì nhỉ? Đó là chiếc áo màu cam nhé. Bạn Rê sống ở đâu? Bạn Rê sống ở cầu thang tầng 1. Các con hãy chỉ ra vị trí yêu thích của bạn Rê trong ngôi nhà âm nhạc. Chúng ta cùng so sánh với đáp án của cô nhé. Bạn Đô và bạn Rê thật là dễ mến đúng không các con? Còn bạn Mi thì sao nhỉ? Chúng mình cùng vẫy tay để chào bạn Mi nào. Xin chào các bạn. Mình là Mi. Mình sống ở tầng 1. Màu yêu thích nhất của mình là màu vàng. Mời các bạn cùng đến chơi với mình nhé. Các con vừa được làm quen với bạn Mi rồi. Bạn nào còn nhớ? Bạn Mi thích màu gì? Đó là màu vàng nhé. Bạn Mi sống ở tầng mấy nhỉ? Bạn Mi sống ở tầng 1. Các con hãy tìm xem đâu là bạn Mi trong ngôi nhà âm nhạc. Chúng mình cùng so sánh với kết quả của cô nhé. Như vậy, chúng mình vừa làm quen với ba bạn Đô, Rê, Mi. Để các con có thể nhận ra các bạn ấy được dễ dàng hơn, cô sẽ dùng ký hiệu bàn tay nhé. Nốt Đô, cô sẽ làm bàn tay như thế này. Chúng mình cùng làm giống cô nào. Đô, Đô. Nốt Rê, cô sẽ đặt hai bàn tay vuông góc giống hình ngôi nhà. Các con làm giống cô nào. Rê, Rê. Còn bạn Mi, chúng mình sẽ đặt bàn tay vuông góc như thế này nhé. Mi, Mi. Trong ngôi nhà 5 tầng của ba bạn Do Re Mi luôn tràn ngập những giai điệu vui tươi. Cô mời các con cùng đứng dậy trước màn hình và hát cùng ba bạn nhé. Mến, cô và các con vừa ghé thăm ngôi nhà âm nhạc của ba bạn Do Re Mi. Ngôi nhà 5 tầng tràn ngập những âm thanh và chứa rất nhiều những điều thú vị. Chúng mình sẽ cùng khám phá ở những tiết học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.